Đây là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên kể về hành trình trở thành kiện tướng cờ vua đỉnh nhất lịch sử Hoa Kỳ của một cô gái. Mỗi tội cô này chắc chắn là nhân vật hư cấu, không phải vì bộ môn này vốn luôn bị thống trị bởi đàn ông, mà là vì không thể có một cô gái nào giữ nguyên kiểu tóc từ hồi còn bé tí cho đến lúc trưởng thành cả. Gambit hậu, đây là Elizabeth Harmon, hay còn gọi là Beth. Nếu Beth sống tại Gotham thì rất có thể cô và Bruce Wayne sẽ là bạn thân, tại cô vô cùng thông minh và mồ côi. Nhưng cô lại sống tại Lexington, Kentucky. Tất cả những gì mà Beth còn giữ lại được gợi nhớ về những năm tháng ngắn ngủi sống với bố mẹ là mái tóc. Thế thì cái váy theo handmade vậy? I think we'll burn this one. Thôi thì khởi đầu mới cũng tốt. Beth dần làm quen với cuộc sống cô nhi viện, nơi cô sống với lũ nhóc không biết diễn và được phát cho 2 viên thuốc mờ ám mỗi ngày. Bảo là uống vào để tăng sức đề kháng, để dành viên màu xanh lại. Tối uống ấy, nó mới phê. Làm lúc 2-3 viên thì càng phê. Mà bố mẹ em cũng mất rồi à? Điều cuối cùng họ nói với em là gì? Đừng cắn tay bố nữa cho bố lái xe. Yo, what the f***? Em đùa. Mấy viên thuốc này làm cho Beth váng hết cả đầu. Thế là Beth thử làm theo lời Jolan. Ở cô nhi viện, lũ trẻ được học hành đủ thứ. Làm toán cũng có, văn nghệ cũng có. Dĩ nhiên không phải là để dự kỳ thi hương thi hội, mà là để gia tăng cơ hội được nhận nuôi. Lũ trẻ phải cố mà chạy KPI, vì thường người ta thích nhận nuôi những đứa nhỏ nhỏ mà phải thông minh cơ. Về vấn đề thông minh thì Beth chả phải lo. Mẹ cô hồi còn sống là một tiến sĩ khoa học. Beth được du ngủ bằng 7 hằng đẳng thức đáng nhớ. Thì dăm 3 cái toán trẻ con này có là gì với cô đâu. Để thưởng cho sự sáng dạ này, giáo viên phân cho cô xuống tầng hầm cô nhi viện, nơi vừa tối vừa ẩm thấp, để mà vệ sinh mấy cái miếng mút lau bảng. Dưới tầng hầm, cô bé gặp một cụ lao công đang cạo lông. Cô gặp bác sĩ Cybo, người đã dành cả đời để làm lao công và đánh cờ vua. Việc làm lao công thì không nói làm gì, nhưng bộ môn cờ vua thì đã khá là thu hút Beth sau chuỗi ngày chầu rìa những trận cờ. Giữa kỳ thủ Cybo và kỳ thủ Cybo, cuối cùng Beth cũng quyết định không báo với ai, tự mình đi xuống hầm, xin bác cho chơi ké. May cho cô tên phim là Gambit Hậu chứ không phải là Hồi Ký Minh Béo. Bác Cybo cho cô chơi thử và rồi chiếu bí cô trong 3 nước trước khi đuổi cô ra khỏi tầng hầm. Những ngày sau đó, ngày nào cũng như ngày nào, Beth cứ có thời gian là lại lỉnh xuống hầm chơi với bác Cybo. Và bác cũng bắt đầu truyền thụ kiến thức cho cô bé. Nghe này nhóc con, cờ vua là một bộ môn trí tuệ. Một kỳ thủ đích thực chỉ bước vào ván cờ khi mang theo 2 thứ. Một con cục và một bộ bài Uno. Kỳ cục vai, nhưng lại thú vị. Beth nghĩ vậy, nên cô bé lao vào chơi cờ. Mỗi đêm, Beth lại tập chơi cờ trong trí tưởng tượng. Tất nhiên là với sự trợ giúp của những viên vương liệm mà cô bé đã để dành. Beth tiến bộ rất nhanh, khiến cho bác Cybo bắt đầu phải dùng những ngón cờ xịn của mình ra, như cho quân xe của bác quay ngược thời gian về chiếu vua của Beth ở vị trí đó cách đây 3 phút, hay dùng lá Uno cộng 4 để phục hồi lại hàng tốt của mình. Nhưng bác càng dở nhiều ngón ra thì Beth lại càng có nhiều thứ để tiếp thu, và cô còn có những viên vương liệm trợ giúp. Rồi cuối cùng Beth cũng đã chiến thắng được bác Cybo. Bác già tặng Beth cuốn sách cờ vua nhập môn, rồi khoe ngay với người quen đang dạy cấp 3 rằng bác vừa kiếm được một cô bé thần đồng đỉnh phết. Bạn bác Cybo liền muốn thử tài và nhanh chóng bị Beth đánh bại. Ông vô cùng bất ngờ với tài năng của cô bé, nên liền hỏi liệu cô bé có muốn mua một chiếc quần âu cực xịn đến từ 360 boutique, nhãn hiệu thời trang nam chất lượng trên gian Shopee Mall, với những tính năng vượt thời đại như là chất vải mịn màng, không nhăn, không chỉ thừa, dáng quần trên mắt cá thời thượng trẻ trung. Chiếc quần này nay được giảm giá còn sâu hơn nữa với anh em người xem của The Reviewer, chỉ còn 179k khi áp mã ưu đãi đặc biệt 360B179KA. Quần đẹp như ảnh, chất vải miễn chê. Beth mới bảo bác là cháu là con gái cơ mà. Thế là ông đành xin chụp một tấm ảnh lưu niệm, rồi ngỏ ý muốn mời cô đến chơi với học sinh của mình để test trình. Bà hiệu trưởng trại trẻ mồ côi tuy không hài lòng cho lắm, nhưng ông kia thuyết phục dữ quá nên bà cũng đành đồng ý. Đúng lúc ấy, người ta bắt đầu ngừng phát vương liệm cho trẻ con, chắc là vì bị cơ quan bảo vệ trẻ em phát hiện. Beth thấy hoang mang, thiếu đi vương liệm, chỉ có kim cương thì sao mà Beth tập trung được. May thay, Jolan xuất hiện kịp lúc, dúi cho Beth mấy viên vương liệm mà cô để dành được. Ngay trước khi Beth rời đi, Beth đến câu lạc bộ cờ vua cấp 3, nơi mà bạn của bác Cybo đang làm cố vấn, để rồi một mình Beth đấu cờ với cả câu lạc bộ, cả thể, thậm chí còn chả phải động não quá nhiều. Beth đã có thể chiến thắng trở về. Ôm theo phần quà là một hộp sô-cô-la, vị của kẹo và của chiến thắng đều ngon, nhưng với Beth thì vị của vương liệm mới là chân ái. Beth đến gặp Jolan để xin thêm, cơ mà đáng tiếc là đến cả bà chị Jolan cũng chẳng còn viên thuốc nào.
Thế rồi trong một buổi tối, ngay khi cả trại trẻ đang xem phim, Beth lẻn ra ngoài, đến phòng y tế ăn cắp thuốc. Bằng bảo bối thần kỳ có tên là tua vít, Beth đã thành công phá cửa, lẻn vào bốc lấy bình thuốc, ăn thỏa thích cho đến mức ngất đi vì sốc. Và dĩ nhiên là mọi người đều phát hiện ra vụ này. Sau sự vụ với những viên vương liệm, hiệu trưởng cấm Beth không được chơi cờ với bác lao công nữa, ban nick vĩnh viễn. Bác Cyborg thì dĩ nhiên cũng chỉ là lao công nên không bênh Beth được. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Beth giờ đã 15 tuổi và vẫn chưa có ai đến nhận nuôi. Một buổi sáng nọ, một đôi vợ chồng quần áo gọn gàng đến trại trẻ. Và có vẻ là sau khi nghe hiệu trưởng bảo Beth mới chỉ 13 tuổi thôi, thì họ có vẻ ưng lắm và chốt luôn. Beth dọn đồ theo bố mẹ rời khỏi trại trẻ. Nhưng quái thế nào mò đâu cũng không thấy cuốn sách nhập môn, cuốn sách mà bác Cyborg tặng cô dạo trước. Beth đành phải rời đi mà không có cuốn sách. Chào tạm biệt vị hiệu trưởng, anh nuôi và bác Cyborg qua khung cửa kính, rồi đi thẳng. Beth được bố mẹ nuôi dẫn về nhà, bắt đầu làm quen với cuộc sống không mồ côi một lần nữa. Đây là bà Alma, mẹ nuôi của Beth. Còn đây là ông Austin, chồng bà Alma. Bà Alma thích chơi đàn piano. Tiếng đàn của bà hay và buồn. Ngoài nhà mới, Beth cũng phải làm quen với trường mới, bạn mới. Mỗi tội là cấp 3 trường làng, thì đào đâu ra câu lạc bộ cờ vua. Chỉ có mấy đứa dậy thì hôn hít trong góc tối của thư viện. Trong một lần mua đồ giúp mẹ, Beth tiện tay thó luôn quyển tạp chí cờ vua ở tiệm tạp hóa. Biết được rằng sắp tới có giải đấu toàn bang ngay gần nhà. Chỉ khó cái là nếu muốn ghi danh thì cần phải có $5. Một số tiền cũng khá xa xỉ với những năm 60. Kinh tế của nhà mẹ nuôi thì cũng đang eo hẹp. Hết cách, Beth đành gửi thư xin tiền bác Cyborg, hứa với bác rằng nếu thắng sẽ trả lại gấp đôi. Một hôm nọ, Beth được mẹ giao cho đi lấy thuốc. Trùng hợp thay thứ thuốc mà mẹ Alma dùng lại chính là những viên vương liệm ngày nào. Giờ cô mới biết những viên vương liệm xanh xanh này chính là thuốc an thần. Trại trẻ mồ côi phát cho trẻ con mỗi ngày, cốt là để cho chúng nó lù đù đi. Nhìn từ ngoài vào thì lù đù với ngoan cũng không khác nhau là mấy. Tất nhiên là Beth có xin mẹ vài viên, xin trong đầu, rồi tiếp tục đánh cờ thực tế ảo trên trần nhà. Vài ngày sau, bác Cyborg gửi thư đến. Trong phong bì có số tiền mà Beth hỏi. Cô đến ghi danh ở giải đấu, dù bị hai ông tướng ở quầy lễ tân có ý coi thường vì chưa có xếp hạng, nhưng nó chỉ làm cho Beth càng máu hơn. Cô làm cỏ hết những kỳ thủ lơ mơ trong trận mở màn, làm quen được với Townes, người bạn mà cô sẽ còn gặp lại nhiều lần sau này. Beth chiến thắng vẻ vang, nhận được vé vào trận chung kết. Và về nhà thì lại nhận được tin Austin bỏ lại hai mẹ con. Jack đến tận Denver không thèm quay trở lại. Beth lo sợ điều này sẽ khiến mẹ Alma không còn đáp ứng đủ điều kiện nuôi trẻ, và cô sẽ lại bị đưa về trại trẻ. Mẹ Alma quả quyết rằng chỉ cần không ai biết thì hai mẹ con vẫn sẽ có thể ở bên nhau. Ngày hôm sau, giải đấu toàn bang sẽ đi đến trận chung kết. Chỉ còn Beth đối đầu với Harry Beltic, nhà vô địch năm ngoái. Beth lần đầu gặp một kỳ thủ gần ngang kèo nên có đôi chút bối rối, đặc biệt là khi anh ta sử dụng nước đi hiểm biến quân mã thành kỳ lân với tầm đánh 2 ô. Bối rối, Beth phải vào toilet uống hai viên vương liệm của mẹ để đầu óc minh mẫn hơn. Cô sử dụng lá bài Uno cộng 2 để đi thêm 2 lượt, chặn đánh kỳ lân của Beltic mà không để anh ta trở tay, và giành lấy chức vô địch. Ngày hôm sau, cô lên báo, khiến mẹ Alma vô cùng bất ngờ. Được cầm tấm séc giải thưởng $100 khiến bà càng bất ngờ hơn. Có tiền trong tay, Beth thoải mái sắm cho mình một bàn cờ vua xịn tí, cùng với đó là những quyển sách cờ vua hợp meta hơn. Và mẹ Alma biết tài năng của cô là thứ hai mẹ con cần đầu tư vào để vượt qua được chuỗi ngày khó khăn này. Bà bắt đầu đưa Beth đi săn những giải đấu có tiền thưởng. Beth sẽ là con bài tủ của mẹ, y như những viên vương liệm là con bài tủ của Beth. Hai mẹ con khởi đầu chuỗi ngày thi thố ở Cincinnati. Tại đây, Beth gặp lại hai anh em sinh đôi đứng quầy lễ tân ở Kentucky cũng đang dự thi. Beth đang trên đà chiến thắng. Dù hai anh em vừa ăn trưa vừa bàn chuyện phiếm, Beth muốn trước tiên là dự giải Mỹ mở rộng, sau thì ra tới tầm quốc tế. Bọn anh khuyên tí này, đừng đánh cờ với mấy ông Nga ngố, đừng chơi StarCraft với mấy thằng Hàn. StarCraft là gì? Đến 1998 sẽ biết. Sau bữa trưa, Beth đấu nốt trận chung kết. Và tất nhiên là Beth vẫn chưa hề có đối thủ xứng tầm. Sau khi nhận phần thưởng, mẹ Alma xin Beth 10% số tiền, coi như là tiền bà làm người quản lý cho cô. Beth không cần nghĩ ngợi nhiều, cho mẹ hắn 15% cho nó máu. Và chuỗi ngày chinh chiến của hai mẹ con bắt đầu từ đó. Mẹ Alma tự làm những việc khó nhất, cụ thể là mua vé máy bay và xin nghỉ ốm cho con gái. Còn phần dễ là đấu cờ với các kiện tướng thì Beth lo. Họ nương tựa vào nhau mà sống suốt một thời gian dài. Và dĩ nhiên là Beth thắng càng nhiều thì càng bị các cánh nhà báo săn đón. Tuy nhiên Beth không lấy làm dễ chịu cho lắm, vì người ta chỉ có xoáy sâu vào giới tính của cô. Vào câu chuyện một cô gái dấn thân vào bộ môn của cánh mày râu, họ chẳng quan tâm đến cách cô chơi hay cách mà cô khéo léo sử dụng những lá bài Uno. Mẹ Alma thì dần sa đà và rượu chè, khiến sức khỏe của bà ngày càng đi xuống. Khi trở lại trường sau chuỗi ngày thi đấu không ngơi nghỉ,
Beth được đám bạn gái dân chơi nhất trường rủ đến nhà chơi. Ban đầu cô rất háo hức, nhưng rồi cô nhận ra mình chả có điểm chung nào với đám con gái đồng trang lứa. Những đứa không biết khai cuộc cờ vua như thế nào, nhưng chỉ cần nghe hai nốt là có thể hát theo anh thắng chiều fan. Beth lập tức quay xe trở về nhà với mẹ, không quên tiện tay thóm một chai rượu về. Loáng phát đã đến năm 1966, tham dự giải cờ vua Mỹ mở rộng. Cô gặp lại Townes, anh crush đầu tiên của mình, hiện đang là nhà báo đưa tin cho tạp chí cờ vua ngày xưa mà cả hai hay đọc. Hai người hàn huyên tâm sự, về phòng Townes để anh chụp mấy tấm ảnh cho bài viết, rồi ngồi bên bàn cờ cùng ôn lại chuyện xưa. Beth những tưởng được Townes đưa vào đời, nhưng không, ngoài cờ vua thì anh chỉ thích cờ u. Cô đành ôm trái tim rỉ máu về phòng và uống với mẹ. Mẹ Alma có thể không biết gì về cờ vua, nhưng bà là một người rất biết lắng nghe. Trở lại với giải đấu, lần này Beth được gặp Benny Watts, đương kim vô địch cờ vua Mỹ. Cô bị Benny chỉ ra sơ hở trong ván đấu với Beltic ở Kentucky và hơi nhụt chí một chút. Mẹ Alma khuyên cô hãy cứ bình tâm lại. Beth bình tâm thật sau một viên vương liệm. Sáng hôm sau, Beth đối đầu trực tiếp với Benny. Cô đã dùng cả thủ thuật Uno lẫn du hành thời gian như bác Cybo, nhưng Benny vẫn là một tay quá đáng ngờ. Bị ám ảnh với những lời mà Benny nói chiều hôm trước, Beth không thể nào tập trung vào ván cờ trước mắt. Hết cách, Beth giơ tay xin hòa và Benny đồng ý. Cả hai trở thành những nhà đồng vô địch của giải Mỹ mở rộng năm nay. Beth về nhà với số tiền thưởng nặng túi, nhưng mà lòng cô còn nặng hơn vì cảm giác thua cuộc. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng cũng đến ngày Beth nhận bằng tốt nghiệp cấp 3. Chờ đã, từ từ, con bé này giờ mới nhận bằng cấp 3 á? Hai mẹ con mở tiệc ăn mừng. Beth được mẹ Alma tặng cho một chiếc đồng hồ hàng hiệu. Tiền của ai thì đoán xem. Hai mẹ con rồng rắn kéo nhau đến Mexico chuẩn bị cho giải đấu kế tiếp. Trên đường đi, mẹ Alma giới thiệu cho Beth về Manuel, người bạn qua thư của bà từ hồi Alma còn đi học. Nhìn cũng đẹp trai, thảo nào mẹ lúc nào cũng như người trên mây. Beth để cho đôi chim cu tình tứ với nhau, còn mình đi gặp các đối thủ tương lai. Beth gặp lại cặp sinh đôi, nhưng giờ chỉ còn một trong hai người là còn thi đấu. Mẹ Alma vẫn đang ngây ngất với người yêu mới, khuyên con gái nên vui chơi một chút trước ngày thi đấu. Nhưng trận mở màn của Beth dính ngay ông đại kiện tướng quốc tế, nên cô cảm thấy vô cùng bồn chồn, phải nghiên cứu kỹ trước khi thi đấu. May thay, Beth vẫn thắng trận với tốc độ nhanh như flash. Tưởng rằng hai mẹ con đang trên đà lên hương, thì mẹ Alma báo tin Manuel hóa ra cũng lại tên là Jack. Hai mẹ con Beth từ đầu đến cuối rồi cũng chỉ biết nương tựa vào nhau mà thôi. Ở ngày thi đấu tiếp theo, Beth gặp phải thanh niên Nga ngố đầu tiên, một thằng lỏi con kém Beth chắc cũng phải 4-5 tuổi, Georgi Giev. Trận đấu kéo dài 2 ngày trời ròng rã. Đúng là mấy anh Nga ngố kể cả có ít tuổi thì cũng không phải của vừa. Beth dành cá tối nghĩ phương án đối phó trong bồn tắm. Ý tôi là ngồi bồn tắm nghĩ cách ấy, chứ không phải lôi thằng bé kia vào bồn. Mẹ Alma bất chợt lên cơn sốt cao, nhưng cuộc thi vẫn còn đó nên Beth không thể nào ở lại chăm mẹ. Sáng hôm sau, Beth trở lại trận cờ với thằng bé Nga ngố, sử dụng một chiến thuật vô cùng ảo ma Lazada để làm thằng bé kia bồn chồn mà đi sai, dùng đòn tâm lý. Beth chiến thắng. Cô gặp mẹ Alma đang phiêu trên những phím đàn ngoài sảnh. Có lẽ rằng cơn sốt của bà đã dịu đi phần nào. Sáng hôm sau nữa, Beth đi đấu trận cuối cùng bằng thang máy, sử dụng khả năng tiếng Nga mới trau dồi để nghe lỏm. Nhà vô địch thế giới người Nga Bogov nói chuyện với phụ tá của ông. Hai người phụ tá có ý coi thường Beth, nhưng chính Bogov lại vô cùng tôn trọng cô, làm cho Beth hết sức bất ngờ. Trận chung kết đã tới, Bogov hủy diệt Beth trên bàn cờ, cho cô thấy sự khác biệt giữa nhà vô địch Mỹ và nhà vô địch quốc tế là xa đến thế nào. Beth về nhà kể với mẹ về trận thua đau đớn đó, thì phát hiện ra mẹ Alma đã lạnh ngắc từ lúc nào. Bác sĩ nói mẹ cô đã mất vì viêm gan. Hơn ai hết, Beth biết rằng chính thói quen nhấn chìm nỗi buồn trong rượu của mẹ đã góp phần không nhỏ khiến bà vào tình cảnh như bây giờ. Beth gọi điện cho Austin, chồng của mẹ Alma, để báo tin, nhưng chỉ nhận lại thái độ vô cảm từ người đàn ông kia, làm cho Beth đã hụt hẫng nay lại càng lạc lối. Cô lại đắm chìm vào những viên vương liệm, mong chúng có thể làm vơi bớt đi nỗi buồn khi trở thành trẻ mồ côi một lần nữa. Beth trở về căn nhà trống, còn tâm trạng thì rỗng. Cô gặp lại Harry Beltic, người đã bị Beth đánh bại 5 năm về trước. Giờ đây Harry đã không còn là kỳ thủ chuyên nghiệp nữa, anh đã đăng ký học đại học, tính đến một tương lai không chỉ bao hàm trong giới cờ vua. Một tình bạn mới nhen nhóm lên giữa Beth và Harry, rồi sớm tình bạn cũng trở thành tình yêu. Harry dọn đến sống cùng Beth, luyện tập cờ vua mỗi ngày. Anh bắt đầu dạy cô những gì mà anh biết, những quyển sách mà anh đã đọc. Vì Harry biết Beth vẫn luôn là người chơi theo hướng bản năng hơn. Nhưng tất nhiên là cũng giống như 5 năm về trước, Beth lại ao chỉnh Harry với tốc độ đáng kinh ngạc. Thua con gái cũng không sao, nhưng tất cả cuộc sống của Beth chỉ xoay quanh mỗi cờ vua như một nỗi ám ảnh, hay đúng hơn là sự trốn tránh những nỗi đau chưa thể lành. Còn Harry thì muốn nhiều hơn thế, và anh không thấy giữa mình và Beth có tương lai gì. Nếu tình trạng này vẫn không thay đổi, Harry bỏ đi để tiếp tục cuộc sống của anh.
để Beth lại một mình với nỗi cô đơn và tiếp tục với những viên vương liệm. Giải vô địch cờ vua Mỹ năm 1967, Beth lại tiếp tục tham gia thi đấu. Benny cũng đã quay trở lại và cả hai người họ đều muốn giành chức quán quân lần này. Cả hai tiếp tục hủy diệt những đối thủ còn lại và gặp nhau tại trận chung kết. Ngay cái đêm trước ngày thi đấu cuối cùng, Beth nhận lời Benny đến chơi cùng bạn anh. Benny thách đấu Beth vài trận cờ nhanh, luộc hết số tiền mà cô đang cầm trong ví, nhưng không nhận ra chính Beth đang dùng những trận cờ đó để nhìn ra chiến thuật của Benny và tất nhiên là cả cách khắc chế chúng. Ngày chung kết đã đến và khỏi cần xem cũng biết là Beth là nhà vô địch. Sau trận đấu, họ nói chuyện với nhau về những dự định tương lai, về việc Beth sẽ được mời đến Moscow Invitational cuối năm, nơi va chạm của những kỳ thủ đỉnh nhất thế giới. Tất nhiên đa số trong đó là người Lucien. Trước khi rời đi, Benny rủ Beth tiện đường đến New York chơi với anh vài hôm, rồi đến Paris dự giải đấu quốc tế cho gần. Benny lái xe chở Beth đến New York ngay sáng ngày hôm sau. Cả hai người đi từ sáng đến tối mịt mới đến nơi. Tưởng nhà cựu vô địch Mỹ ăn ở trong căn penthouse hay biệt thự như nào. Hóa ra Benny sống dưới tầng hầm, trông còn tù hơn cả phong cách cao bồi chả biết đào đâu ra của anh. Beth cùng Benny luyện tập hàng ngày. Và tất nhiên là Benny đủ quan tâm để giúp Beth cai rượu và thuốc. Anh mời thêm cả những người bạn chơi cờ của mình đến chơi cùng, giúp Beth ngộ ra nhiều thứ. Trong một tối nọ, Beth gặp được Cleo, một cô người mẫu từng cảm nắng Benny, nhưng bị anh từ chối. Cả ba người đàn ông tiếp tục thách đấu Beth, làm vài trận cơ chớp. Và giờ thì đến lượt ba ông tướng kia mới là những thằng mất tiền. Sau khi tiễn các bạn ra về, Benny và Beth lại luyện tập thêm một chút nữa. Cơ mà không phải là chơi cờ, mà là đấu vật. Beth đồng cảm với Harry vì giờ cô biết một người vừa đấu xong đã quay trở lại chỉ biết có cờ vua thì sẽ làm người còn lại ngao ngán đến như thế nào. Sau quá trình luyện tập, Beth đến Paris tham dự giải đấu quốc tế thứ hai trong đời. Cô lại tiếp tục chiến thắng mọi đối thủ, gặp lại siêu kỳ thủ Borgoff ở trận chung kết. Đêm trước trận chung kết, Beth gặp lại Cleo, được cô người mẫu rủ đi uống rượu xả hơi. Và rồi khi Beth đã say thì nam nữ quan trọng gì, sướng là được. Sáng ngày thi đấu với Borgoff, Beth tỉnh dậy trong bồn tắm, thất thểu chạy đến nơi hẹn vì muộn giờ. Cơ mà đáng tiếc là vừa bị ao trình lại còn đang nửa tỉnh nửa say. Beth hoàn toàn không phải là đối thủ của Borgoff, cô thua còn đau đớn hơn cả trận trước. Benny gọi điện đến an ủi Beth nhưng bị cô gạt đi. Beth quay trở lại quê nhà. Chưa kịp tiêu hóa nỗi buồn thì Austin đã quay trở lại, đòi căn nhà mà lão nói cho cô khi mẹ Alma mất. Beth mua lại căn nhà luôn cho lão đỡ lằng nhằng. Cô sửa sang lại căn nhà, xóa bỏ hết những dấu vết gợi nhắc cô về cái chết của mẹ Alma hay lão Austin. Beth nhận được thư từ một tổ chức tôn giáo, hứa sẽ tài trợ cho cô nếu cô nhận lời đại diện cho nhà thờ thi đấu với Lucien. Beth lại tiếp tục chìm sâu vào rượu và thuốc. Không biết việc ngày qua ngày lạm dụng chất kích thích có làm cô bớt buồn hay không, nhưng chắc chắn là nó khiến Beth trở thành một cái xác không hồn. Harry Beltic đến tìm cô, nhưng giờ thì đến cả anh cũng thấy cô hết cứu. Và rồi người cứu được cô cuối cùng cũng đã đến, hay đúng hơn là đã trở lại. Jolan sau bao năm đã tìm được đến cửa nhà Beth. Và đáng buồn là chị Jolan không tới để báo tin vui. Sau khi hàn huyên tâm sự, Jolan thông báo rằng bác Cybo đã mất. Chị đến đây tìm Beth để đưa cô về dự đám tang. Cũng thông qua những cuộc nói chuyện, chị Jolan nói rằng mình đang tiết kiệm tiền để đi học luật. Có vẻ như ai cũng đã tiến lên, còn Beth vẫn cứ mắc kẹt trong mỗi cờ vua và những bóng ma quá khứ. Jolan trả lại Beth quyển nhập môn cờ vua mà chị đã trôm của Beth vì dỗi cô, do Beth đã được nhận nuôi trước. Cả hai quay trở lại trại trẻ mồ côi, dự đám tang của bác Cybo trong nhà nguyện. Giữa bài điếu văn vừa dài vừa chán, Beth và Jolan trở lại khu nuôi dạy trẻ, xuống lại căn hầm nơi cô đã từng đi những nước cờ đầu tiên. Cô nhận ra trên một góc tường, bác Cybo đã dán lên tất cả mọi thứ, từ bức ảnh đầu tiên bác chụp với cô, đến bức thư xin tiền mà cô đã gửi. Đấy là còn chưa kể đến những bài báo tán dương cô, được bác cắt ra lưu lại suốt bao nhiêu năm tháng qua. Hóa ra ông bác già vẫn luôn dõi theo cô từng bước. Beth oà khóc nức nở trong vòng tay Jolan. Cơ mà ngay khi về đến nhà, Beth đã phải tiếp chuyện với người ở nhà thờ, những người đòi cô phải phát biểu ủng hộ tôn giáo mới cho Beth tiền sang Nga. Cô trả hết tiền cho họ. Beth là kỳ thủ, không phải là nhà truyền giáo. Hết tiền, Beth đành phải chạy vạy khắp nơi, vay mượn tiền để sang dự giải bên Nga, nhưng không đâu cho cô giải pháp. Tưởng chừng như mọi cánh cửa đã đóng lại thì Jolan lại ngỏ ý dành tiền tiết kiệm cả đời của cô, số tiền mà cô định dùng làm học phí cho trường luật để giúp Beth đủ vốn sang Nga. Hóa ra đó giờ không chỉ có mỗi bác Cybo, mà ngay cả chị Jolan cũng vẫn luôn dõi theo cô. Jolan giúp cô, vì với chị, Beth vẫn luôn là một phần gia đình của Jolan. Sau khi có tiền, Beth sang Moscow thi đấu. Cô tiếp tục đánh bại mọi đối thủ, kể cả Einstein, khiến Beth nổi như cồn trong giới cờ vua Liên Xô. Trước trận chung kết, Beth nhận ra lý do khiến các kỳ thủ Liên Xô thất bại. Vì dù ai thắng ai thua, họ luôn làm việc như một đội, cùng nhau phân tích các nước cờ của cả địch lẫn ta, dùng nhiều bộ óc thắng một bộ óc. Cuộc tái đấu lần thứ 3 của Beth và Borgoff cuối cùng cũng đến. Cô định tiếp tục sử dụng vương liệm để tập trung trí tuệ, nhưng cuối cùng lại kiềm chế được. Trận chung kết của Beth và Borgoff, Beth được đi trước, mở màn bằng khai cuộc game beat hậu giống như tên phim.
Cả hai không ai chịu ai, khiến ván cờ phải tạm hoãn sau 40 nước. Ngay sau khi rời khỏi phòng thi đấu, Beth gặp lại Townes. Đến tận đây để vừa gặp Beth, vừa đưa tin về giải cờ vua, hai người trở lại phòng khách sạn của Beth. Ngay lúc Townes đang hỗ trợ tinh thần cho Beth, cô nhận được một cuộc gọi bất ngờ. Người ở đầu dây bên kia không ai khác chính là Benny, rồi cả Harry, cặp song sinh năm nào, và cả những người bạn đã từng giúp đỡ cô. Họ cùng họp bàn chiến lược, phân tích những nước cờ của Borgoff để tìm ra cách giúp Beth công phá hàng phòng thủ của nhà vô địch thế giới. Trở lại trận đấu vào ngày hôm sau, như lời chỉ dẫn của cả đội ở nhà, Beth quyết định sử dụng sức mạnh tình bạn và tất nhiên là cả lá bài dung hợp Yu-Gi-Oh, tập hợp tất cả quân tốt của mình thành siêu robot khổng lồ, khiến Borgoff phải chịu thua. Beth chiến thắng, trở thành nhà vô địch thế giới trong sự tán thưởng của cả Borgoff lẫn những người theo dõi giải đấu và dĩ nhiên là tất cả bạn bè ở nhà. Trên đường ra sân bay bay về nước, Beth được người hộ tống phổ biến về buổi gặp mặt với các nhân vật quan trọng cũng như lời mời dùng bữa tối của Tổng thống Mỹ. Nhưng Beth không quan tâm. Cô bước xuống xe, tản bộ trong công viên gần đó. Cô gặp mặt một hội các cụ già đang ngồi đánh cờ với nhau. Ai cũng muốn chơi cùng Beth. Khi nhận ra cô chính là Lisa Harmon, và tất nhiên là Beth vui vẻ đồng ý, vì giờ cô đã trút bỏ được gánh nặng của mình và đã thực sự được tự do. Còn tôi quằn quại, xin chào và hẹn gặp lại.